Hello, xin chào bạn nha. Đây, mình đã phát hiện ra một con kỳ nhông đó, nằm ở trên gốc cây mận này. Đó. Đây, nếu thấy hay thì các bạn cho mình một like, một share, mình xin cảm ơn. Đó. Đây, mình sẽ quay thật gần xuống để các bạn xem nha. Đó, đúng không nhỉ? Đó, đó. Chạy đâu đây? Đấy. Bye bye, tôi gặp lại xem video nha.